ngon các bạn. Quá im, quá im này, tại còn ngoài ruộng chứ hay trong nhà kiếm chai đế liền á. Xong rồi con này đây đốt lửa lên vậy là chưa luôn đó, con nói chưa, chưa luôn, chực chực phải không? Béo dân còn lên. Chào các bạn, nay mình đi thăm vớn nữa các bạn ơi. Mấy gài mình đi xả lúa, nay lúa người ta xả trơn nè. Mấy gài mình đi xả lúa các bạn, không có thời gian mình lên clip. Chung qua mình tranh thủ được cái thả được cái đu vớn với cái 12 cái ngục các bạn ơi. Nay mình thăm coi có cá gì không nha các bạn. Giờ mình đi theo chân của lập nghiệp mình hấp nha. Mấy gài mắc đi xả lúa cho người ta à các bạn, không có thời gian làm clip chứ trả lời cho các bạn được, nên bữa nay mình đi làm cái clip thăm vớn, mình nướng cá luôn nha các bạn. Nay buổi sáng này trời cũng còn lạnh lắm, đây người ta xả lúa muốn hết rồi. Lần mình thả mấy cái vớn với ấy là còn lúc đó nó xịt thuốc, lúc đó bà con xịt thuốc cá nó chết nhiều quá, mình không có đặt xuống được, cho nên bữa nay cũng xong rồi, nước ra vô cá nó cũng còn sống lại, cho nên mình đi đặt lại kiếm cá cho cá nó ăn. Mình có nuôi mấy con cá lóc nhỏ nhỏ đó, cần phải có cá để cho nó ăn, để làm cá mồi các bạn. Giờ mình đi thăm ra ở đây này, có 12 cái ngục này với cái vớn đằng kia, vớn mà vô nó vô lương các bạn. Chuyện qua mình tranh thủ mình thả xuống, thả cái đu vớn xuống để mình bắt cá. Giờ mình đi thăm nha các bạn. Vô cá ít rồi các bạn ơi, cái gài bị người ta thuốc nhiều quá, thuốc ốc rồi cá nó chết được mấy con à. Con này được dính con cá lóc rồi các bạn, được con cá lóc nè ha, nhỏ ít nữa, chút nữa mình có đầu nướng rồi đó. Con mình cũng hơi khó ha, sáng là trời lạnh cho nên mình không có lỗi làm biến lỗi. Lỗi lạnh lắm. Lóc nè các bạn, này cá lóc nè. Được nhờ con cá lóc. Với con ếch nằm nè. Đó nè. Chút nữa mình với mấy cá phi cua rồi ha. Đó, này được nhiêu rồi đó, cái 12 cái ngục nữa các bạn ơi. Giờ mình còn cái vớn nữa. Cái vớn đó đó các bạn. Đây các bạn đó, người ta chủ ruộng người ta đang chụp đất xả các bạn. Còn đây là mấy cái xuồng giống nè, xuồng giống lên chút nữa là xả nè. Khi mà chặt đất nó chặt xong là bắt đầu ta xả luôn các bạn. Thấy không? Là giống đó với cái máy nó phun đó, nó rất là tiện nha các bạn, nó mau lắm. Anh chủ ruộng đi trong đó, chút nữa là cái này ta đánh được nước xong là ta xả luôn. Đây là cái vớn của mình nè. Cái này ảnh kéo xuồng, ảnh kéo xuồng đi qua có thể dẹp qua bên nữa các bạn. Ngay mình làm ngay đường nước nè. Cũng hên quá, hôm nay cái vớn mình thấy như không có bị đổ. Cũng còn các bạn ơi. Giờ mình đổ cái vớn này nha các bạn. Này nước lớn quá, ta khơi ra giờ nước đã vô các bạn ơi. Nước còn lớn rộng. Nè, đắp lại giùm ta, nước nó vô ruộng rồi. Nước nó vô ruộng ta xả rồi ta khai cạn giống phải để vậy. Mà mình phải ra thấy vậy em đắp lại luôn các bạn. Cái vớn này mấy bữa trước là bị đổ hoài à. Nay kéo xuống đỡ hôm nay chưa. Này không có bị đổ. Cá
thôi, 4-5 con ạ. Vô hết nhóc chưa nè, 4-3 con vậy. Okay. Hết. Hết hả? Ừ. Đánh đường nước đó các bạn ơi. Này cháu nó ấy nè, nó đánh đường nước. Nào đánh đường nước là chỉ cần khai cái miệng là bắt đầu cá nước với nước nó ra các bạn. Đánh nước xong là bắt đầu chú ruộng đã xả luôn đó. Giờ mình lại mấy đống trà này mình lấy củi khô mình nướng các bạn ơi, miếng cá luôn. Này cần gì bia? Đủ đế là được rồi, mấy ơi. Nướng mấy con này luôn. Cá lóc kiến gì, cá lóc gì mình nướng luôn. Mấy ngợt nữa nè, nướng luôn các bạn ơi. Đây còn mấy con cá rô nữa, cho nó đi lên luôn. Trước đây hồi mình để mấy con cua lên nó xong. Cua để nó đứng sau. Giấu hoài. Giấu cái xô cái gì có cái. Hoài. Đầy nhà nhiều không? Để nửa xô vậy gì. Vô cho bà bảy bà khám phá coi ông có cá nhiều không? Ông giấu hả? Giấu hoài. Không đầy xô luôn chứ đâu. Đầy xô luôn chứ đâu. Đầy xô đưa lên tao quay clip. Để làm gì? Quay clip luôn nha, cái này vô. Đây chú Bảy ổng đi thăm giớn mình gặp rồi mình quay luôn. Đi coi giỡn đi coi ai. Ếch nè, rủ thủ nè. Ui, túm ếch luôn. Trời ơi nè. Quay quay đi nha. Quay quay đi. Túm ếch luôn. Trời ơi, cá bự quá. Cho con cá bự nướng luôn coi. Đi. Vậy cho bắt con cá bự này luôn nha. Ừ, nướng cá bự quá, nướng luôn con này luôn các bạn ơi. Để đi, chút lại nướng. Ui cua. Nó bắt ếch rồi kìa. Thôi ếch không ăn, ếch gì cho không ăn. Ừ. Không làm gì? Bỏ đó hả? Được con lươn bự bự đó. Vô đập đó ăn bằng liền không còn cá phi vớt ngoài cá phi nhỏ ở ngoài này thường thường là bọc nhiều lắm á. Không có không biết ông Bảy lột áo ra cho ông cho ba mượn áo lần ba túm vô ông Bảy. Cá nhiều quá mà còn cái là đắn đổ mấy cái bao kìa. Ý hốt ra ngoài đi hồi kiếm bán cái mắm cho anh Bảy. Ủa mà mắm hả?
nhà luôn à. Bảy con trò ăn cá mình vô mình nướng luôn các bạn ơi. Trời bự quá. Này nước vô ông chú là ông tát nước ra các bạn ơi, lúa xạ xạ qua cái mộng á, ông tát nước ra đó, chẳng đó chặt đất quanh kia chút nó qua đây mình kêu nó qua đây, dân ở đây đang xạ lúa, còn mấy ông bên đó tuốt bên đó đó tuốt đó là đang về cũng dẹt đường nước xạ rồi dẹt nước đó các bạn. Đi không có đem theo, không đem cái muối. Mời các bạn rồi coi, ăn mời mấy bạn khán giả trên đài trên mạng rồi coi. Nướng nè. Ừ. Thôi, vô bạn ơi. Vô. Nay mình chịu khó ăn ngoài đồng mà không có muối ớt gì dân nha các bạn. Đây con còn cái lóc này ngon nhất. Mời các bạn. Ngon cho like coi nha. Cái kênh rồi vô luôn. Rồi này tao thấy tao thích tao đăng ký gì, cần gì kêu gọi. Thích thì tao đăng ký giờ dân về dễ. Không đăng ký gì coi cũng được rồi. Có coi được rồi. xem nhiệt tình nữa. Đăng ký cũng tốt. Đó là cá hắn béo bạc cú. Béo. Má nướng thì đúng là sẽ cho luôn. Ăn cá lóc các bạn ơi. Thế ăn ếch. Đưa cái này nhỏ nhỏ không có lưa trứng chân trời. Để nãy buồn đã làm gì ạ? Còn nổi dớn. Nãy cao kiến còn lọc dò bò.
nó kiến ngọt lắm. Tháng này mập đùi. Quá trời luôn, ăn như này no luôn, nhắm nhắm chân. Vô cái bị chà bá vậy ha. Con xin luôn bể. Đoạn ngoài phiền nó thấy con cá là xin luôn. Xuống luôn. Chú uống hùng luôn, không chưa ăn. Hết không mấy bạn ơi. Cái gì có lâu kiến hả? Chú ăn gì mày? Sao xương không mày? Không ăn thịt mà ăn xương không vậy? Thịt còn hả? Từ từ vô chứ. Ăn ngọt ngắt nha, phải có muối nữa ngon nha. Cá muối chấm nước nối gì? Xử con cá lóc rồi coi. Xé ra tận. Xé ra. Quất con cá lóc nó đã coi. Ngon các bạn. Quá gì, quá gì. Này tại còn ngoài ruộng chứ hay trong nhà kiếm chai đế liền á. Ngon. Ôi cá. Thôi Phú. Phú để xé thẳng miếng. Cá này tôi cũng ruộng. Ngon. Nhường qua nhường lại hồi dư à. Nhấp mà. Ăn đây ăn mạnh dạn đi các bạn ơi. Cá lóc không xẻ ra không quất đi. Cá lóc không ngon mà cá ruộng mày. Mày ăn đi. Hả? Gỗ béo hơn. Sao? Giờ mình ăn cá lóc mà không có phân bì nha. Nướng nướng đúng bộ luôn. Sống cá còn cắm. Cái này trong nhà quấn chán đồ gối ha. Cắm tép em. Đạp cắm đi để đây con Phú. Thế nè. Thấy bự. Ở đây là ăn cá chà bá này, cá chúa. Các bạn ơi, ăn cá lóc các bạn ơi. Hai ông anh là với con cháu nó không ăn rồi mình ăn. Người ta không cần chảy nước. Chảy mỡ luôn với nước vậy. Quá mập mà. Quá ngon. Ta lấy cây ta kìm nhẹ nhẹ vậy nè, ngon lắm. Cách cách bụi nữa. Nó mới còn nóng á. Nóng thiều nó chóc để nó ngon. Cá lóc ngoài đồng nướng luôn các bạn ạ. Chị hôm qua thấy là có ý tưởng rồi. Thấy có đông trà sẵn mình kéo xuống thấy có đông trà là tối bởi sáng nay chuẩn bị rồi quên em muối ớt sao vậy chắc hết ra cạn cá ra tôi hôm chắc cái đường đó nó mới ra cái bao à không là 5 ký không biết cái tiên phái nhà ăn chưa ăn hả rồi tao thằng ăn món một con lần ngon chứ. Đó tao quá đẹp à. Tao quá đẹp. Bắt ăn ăn tao không hết hả? Nó không phải hết. Ăn không trời. Ngon quá. Cảm tiếng mà. Cá tiếng ngọt luôn. Cái giống ngon á. Còn lần thầy cũng ngọt cũng vừa có lóc đâu. Nè, nó tao dán cá đi rồi coi. Bắt hả đi luôn. Đặng ở tường là nướng cho tôi ha. Vậy là chín chắc luôn. Đường nào còn sắp nữa. Để sợ khét nữa là. Nó tập cha con là cá chạch lấu cá lăng hay nhất. Đâu trong ấy hả? Nướng nhậu là nó đi trong vòng một nửa tiếng 45 phút là. Anh hiểu không? 2 ký. Còn nhiêu được chạch lấu là. Rửa một dao 350 ngàn ký á. 350 hả? Lâu mà. Bỏ không? Mời bạn cà phê các bạn ơi. Cái hành tay tay hả? Bữa nào tôi đặt với nó à. Về cho 100 nội gì tôi đặt cho nó chạch lấu độc à. Quá trời cái cà phê thịt luôn nè mà Phú ơi. Rồi nè. Được ngọt dữ à. Ngọt. Cá tươi nè, cá độc mà ngọt. Còn cho bạn. Cái nuôi đâu mà
Ăn no luôn rồi. Nhà đãi mà đồng mà đãi nhà nông. Đãi mà ăn cá khỏi ăn cơm buổi trưa. Vậy là chưa luôn á, con nói chừng chưa luôn á. Chưa phú hoài. Kệ anh lấy cái nồi giờ cái nồi để lên đốt đi. Nó còn cháy ngay à, đây nó không thâm đâu. Đốt lại gì vậy? Thử trứng cá này coi. Chín không? Chín rồi. Ăn luôn. Đây, thử coi. Ăn thử vũ. Đây là cá trứng cá này bạn ơi. Rồi. Nè. Thử coi, béo không? Sao giòn giòn sực 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 phải không? Béo chứ còn ăn. Như ăn trứng rùa rắn ngày xưa vậy đó. Ngon đó. Ngon không? Mình dũng sĩ diệt mồi cũng gần hết rồi. Con nào sống đốt lửa lại. Lửa là nướng tim. Có mấy con cua không vậy? Còn mấy con cua trong vỏ này. Video clip sau nha các bạn. Chào và hẹn gặp lại nha các bạn. Chào nha. Bye.